Em xin chào các bác nhé. Hôm nay nhà vườn Đạt Nhung sẽ giới thiệu đến các bác một giống na cực kỳ đặc biệt, đó là giống na đỏ Úc. Đây là cây giống na đỏ Úc của nhà vườn Đạt Nhung mới nhập khẩu về. Cây hiện tại có chiều cao khoảng 40 cho tới 60 cm. Cây là cây ghép và đã trong bầu ổn định. Cây giống về như thế này bên em sẽ sang bầu một lần nữa. Khi sang bầu là sẽ cắt hết cành lá để đảm bảo cây phát triển tốt, sau đó cho vào bầu dưỡng rộng hơn, to hơn. Cây giống na đỏ Úc sẽ cho ra quả sau 2 năm trồng, giống cho hoa vào mùa hè và quả chín 2 tháng sau đó. Khi quả nhỏ thì có màu xanh, tuy nhiên khi lớn thì quả sẽ chuyển màu đỏ. Quả càng lớn thì màu đỏ càng rõ rệt, đúng như cái tên. Quả to trung bình đạt 6 lạng một quả. Đặc biệt khi trái chín thì cả bên trong và bên ngoài đều có màu đỏ hút hồn, rất ít hạt, hiếm thấy loại na nào được như thế. Vậy bác nào có nhu cầu trồng giống na độc đáo này vui lòng liên hệ với bên em có địa chỉ tại khu 31 ha phố Nguyễn Mộ Tài, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội hoặc gọi vào hotline trên bài đăng. Em xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.